Vâng, em xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã trở lại với cả kênh YouTube của Nghiệp vụ Audio. Mọi thông tin chi tiết về những sản phẩm loa âm ly rồi là dàn rồi giải mã, quý vị liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 59581 nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của bên em để nhận được thông báo mới nhất khi có hàng về. Đấy. Thì hôm nay ở bên đây em tiếp tục đưa lên cho quý vị một số những cái dòng loa mini rồi là loa cỡ to to một tí xíu để cho quý vị sử dụng trong notebook sale đấy, để sử dụng cho mục đích là nghe nhạc hoặc là gắn thêm vào là loa trợ lời cho những cái loa của đã có sẵn của quý vị. Đấy. Đấy. Hôm nay về là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 đôi đây. 11 đôi loa. Phục vụ cho rất nhiều quý vị, có người thì hỏi thích hỏi, có người thì gọi hỏi Onkyo, có người thì gọi hỏi Kenwood, có người thì hỏi nó bức sao, thì em xin đưa lên đây một vài mẫu để cho quý vị xem và lựa chọn. Đây thì đầu tiên ở đây là đôi loa 032AX. Đấy. Căng đầy đủ quý vị nhé. Đấy, căng đầy đủ. Đấy, căng đầy đủ luôn. Đấy, căng đầy đủ. Đấy, loa hình thức còn rất là đẹp. Đấy. Mặt mũi còn sáng sủa. Đấy. Còn rất sáng sủa. Đấy. Okay. Đấy. Hàng đẹp luôn quý vị nhá, quý vị nhìn cho cẩn thận giúp em. Quan sát. Đấy. Đây, cái phần này nó hơi một tí, nó hơi bị nhô lên một tí xíu nhá, mà nó không ảnh hưởng gì đến cái chất âm của loa cả. Đấy. Nó chưa hề bị. Quý vị có thể nhìn thấy là nó vẫn còn rất là đẹp. Loa còn lại đây. Đấy. Dưới đáy này nó hơi bị một tí xíu cái vết chóc xi nhẹ nhẹ nhé. Nói chung là hàng bãi để về mà không có một vài những vết xước hoặc là hơi có một tí xíu vết va đấy thì là rất khó để mà có được một đôi như vậy. Và những đôi như vậy thì bên em đều sẽ phải bán với giá nó lớn hơn nhé. Đấy. Thì những đôi như thế này bình thường ra nếu như hàng đẹp hơn nữa, tức là nó không có một tí xíu cái vết chóc do va chạm như vậy thì giá của con này là 1.450.000 đấy. Nhưng mà thôi thì nó có một tí cái vết như thế thì em bán cho quý vị với giá là 1.200.000 đồng đấy. Quý vị nào ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 59581 giúp em nhé. Vâng, và đây là cái kích thước của loa này. Đấy, loa này là có chiều ngang là đi 15 cm, chiều sâu của loa là đi 23,5 cm, chiều cao của loa là 26 cm, và đường kính loa bát, đây đường kính loa bát em sẽ đo một cái viền ngoài là 13 này, cái viền trong thì nhìn đây 12 cm, ok 13 cm và 12 cm, đây là đường kính loa bát đấy. Và đây đôi này em xin gọi đôi số 1 này, đôi số 1, nếu cho quý vị nào ai không nhớ được cái tên loa thì quý vị cứ nhớ cho em đây đôi số 1 này, 032AX, quay ngày mùng 11 tháng 6, ngày quay ngày 11 tháng 6 đấy. Con này giá là 1.200.000 đấy. Tiếp theo là đôi loa số 2 là đôi Kenwood, một đôi Kenwood rất là kiểu cách rất là đẹp đấy. Dùng thép của nó còn rất là ok. SG5 quý vị nhé, SG5 công suất 20W trở kháng 6 ohm, 20W trở kháng 6 ohm. Hàng đẹp này, hàng đẹp luôn nha. Đấy. Quý vị nhìn kỹ đây nhá. Đấy, quý vị nhìn đi. Đấy, quý vị nhìn đây. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Ok. Thì đấy là loa bên tay trái này. Đây nó tay phải thì sao. Đấy. Đây. Đấy. Tuyệt vời nhá. Đấy, tuyệt vời luôn. Con này thì nó là dùng gân cao su màng carbon màu xanh ngọc nhá, nhìn rất đẹp. Nhìn màu xanh ngọc này, nhìn đẹp chưa. Con này mà bỏ lên để làm loa lần đời, đặt lên trên lóc của loa thì quá tuyệt vời nhá, đã quá đẹp. Đấy. Hoặc là sử dụng cho gắn thêm vào các cục công suất nhỏ để chúng ta phát thay loa TV thì quá tuyệt luôn. Đấy.
cái căng của nó ở đây, cái căng của nó ở đây nhá, cái căng của nó vẫn ok nhá. Đấy. Ok. Em sẽ bỏ cái căng sang bên này để em đo cái kích thước của loa cho quý vị. Đấy. Em sẽ để ở đây cho nó đo cho nó thoải mái nhá. Chiều ngang 15. Đấy. Chiều sâu 23. Chiều cao 25,5 cm. Đấy. Đường kính loa bát nếu đo hết viền ngoài là 13. Đo theo viền trong là 11. Đấy, ok. Giá của con này là 850.000 đồng. Đôi loa số 2 SG5 giá là 850.000 đồng. Đấy. Tiếp theo ở đây là một đôi của Aiwa. Đấy. Mã hiệu là E35G, E35G, 3 đường tiếng. Đấy, 3 đường tiếng. Đấy, 3 đường tiếng này 1. Đấy. Con này em xin lỗi nhá, con này nó là 2 đường tiếng quý vị nhá, 2 đường tiếng. 2 đường tiếng, và cái này nó là cái nỗ thoát hơi, thông hơi, nhưng mà nó vẫn cứ bịt cái sắt vào đây để chắc là chống chuột. Đấy, chắc là chống chuột. Cái nỗ thông hơi nhá. Đấy. E35G của Aiwa. Đấy, hàng về nhìn đẹp luôn. Đấy. Đẹp luôn. Đấy. Đấy. Về có tuyệt vời nhá. Đây, quý vị nhìn lại một lượt nữa nhé. Đây. Đây. Tất nhiên hàng bãi nó về thì nó sẽ không thể nào mà hoàn hảo mà không có một tí các cái vết chảy nhẹ hoặc là những cái vết va nhỏ được. Đấy, không thể tránh được. Đấy. 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 Ok nhá. Đây. À, chiếc thứ hai đây, cái này thì có vẻ như xi nó hơi bị bong hơn một tí, thì tí em sẽ dán lại keo cho quý vị nhé. Đây, đấy. Okay. Chỉ cần lấy cái keo chấm vào đây một tí là xong thôi. Đấy. Cái này chắc em sẽ xử lý luôn cho quý vị, vì nhiều người về là cũng không có sẵn đồ để làm những cái này. Đấy. Thì em sẽ đi em kiếm tí keo em chấm cho quý vị. Đấy. Đây, hàng đẹp, hàng rất là tuyệt vời, góc cạnh đầy đủ, góc cạnh đầy đủ luôn. Đấy. Không hề bị bể ở góc cạnh nhá. Đấy. Thùng loa không vấn đề gì cả luôn. Đấy. Cặp E35G này công suất là 35W mà trở kháng là 8 ohm, hàng được sản xuất tại Nhật Bản. Đấy. Hàng được sản xuất tại Nhật Bản. Đấy. Đây qua. Đấy. Đây qua. Đấy. Con Aiwa này có giá của nó là đi lấy bình thường ra nhá, bình thường ra là giá của nó là 2,1 triệu. Đồng thời đấy, để cho quý vị theo một cái giá tốt hơn là 2 triệu. À em xin lỗi, thôi để 2 triệu thì đấy, quá. Để giảm sâu một tí nhá, 1.790.000 đồng. Đấy, 1.790.000 đồng cho đôi loa này. Để quý vị nào ai có nhu cầu thì liên hệ cho bên em, số điện thoại là 0966 59481 nhá. Cặp loa thứ 3 Aiwa E35G 1.790.000 đồng. Đấy. Đây kích thước của nó như sau. Đấy, chiều ngang của nó 21 cm, chiều sâu của loa là đi 22 cm, chiều cao của loa là 33 cm. Đường kính loa bát đo hết viền ngoài của nó là đi 18 cm. Đấy, 18 cm nhá, 18 cm. Nếu đo theo cái viền trong này, tức là theo cái lưới này, thì nó là 16 cm. Đấy. Đấy. 6 cm. Con này về là e căng của nó là cái lưới này luôn nhá. Quý vị có thể nhìn thấy này, đây không hề có các chân cắm e căng. Nên là đây căng của nó là đây luôn rồi nhá. Bảo vệ bằng lưới rất chắc chắn. Đấy. 1.790.000 đồng cho đôi loa Aiwa Aiwa E35G này. Đấy. Ok. Đôi loa thứ 3 Aiwa E35G giá là 1.790.000 đồng. Tiếp theo ở đây là một đôi loa của Sony. Đấy, đôi loa Sony. Hàng về e căng của nó đây. Thôi em cứ nói về loa trước đi, nhìn loa trước đi. Đấy. Đấy. Hàng tuyệt vời quý vị nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy. Quý vị có thể nhìn thấy rất là đẹp. Đấy. Đây em sẽ cho cái đồ đạc ra cho quý vị nhìn. Đấy. Hàng quá đẹp, là mỹ mãn luôn. Đấy. Đẹp mịn màng luôn. Đấy.
quá tuyệt vời quý vị ạ. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Đấy. Con này công suất của nó là 100W và trở gắng 6 ohm. Đấy. Cái này được sản xuất với nước thứ ba là China. Đấy. Cái chuyện này là chuyện nó quá bình thường rồi quý vị. Đấy. Rất là bình thường. Vì từ rất lâu rồi các cái nhà máy của Nhật Bản đã được di rời sang bên nước thứ ba là Malaysia, là China, là Indonesia, là rất nhiều các quốc gia khác. Và đương nhiên là khi họ sản xuất như vậy họ sẽ phải theo tiêu chuẩn của Nhật Bản để xuất về ngược trở lại cho thị trường Nhật Bản. Đấy. Vâng. Có rất nhiều quý vị ra tận kén chọn ra tận nước ngoài để mua những cái dòng hàng nội địa chính hãng này nọ, nhưng cuối cùng là gì, khi mà về vẫn dính Made in Việt Nam cũng có luôn, đấy là hàng may mặc này. Và Samsung hàng xe cũng thế này, nên là quý vị có thể yên tâm rằng là nó là made in gì không quan trọng, quan trọng là theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, hàng Nhật nên là ok, đừng quan tâm quá đến cái kia. Đấy, đây hai cái căng của nó nhé, hai cái căng ở đây. Đấy, con này về thì chân dây căng nó đang bị gãy, thì là em bán theo cái giá là không căng nhưng mà tặng kèm thêm căng để cho quý vị về quý vị tự thì quý vị về quý vị chế lại cái mấy cái chân cắm cho em nhá. Đấy, quý vị về quý vị chế lại chân cắm cho em. Con này bình thường ta nếu như căng nó không bị gãy chân thì em bán là 1,2 triệu. Đấy, nhưng mà do chân dây căng nó như thế thì thôi, bán coi như là tặng căng quý vị, bán cho quý vị với giá là 990.000 đồng. Đấy, không căng, coi như là căng này coi như em tặng thêm 990.000 đồng. Ok. Sony MD33, đôi loa thứ tư Sony MD333, 6 ohm, 100W, giá là 990.000 đồng. Đấy. Ok này. Tiếp theo ở đây, không biết em đo kích thước gì nhỉ? Hình như em chưa đo kích thước con này đúng không? Em sẽ đo lại kích thước cho quý vị nhé. Đây, dòng này là dòng mini size đại, nó to con hơn rất nhiều so với các cái dòng loa mini khác. Đấy. Đây, 17cm là chiều ngang của loa này. 17cm chiều ngang của loa. Chiều sâu của loa 23cm. Chiều cao của loa là đi 27,5cm. Ok. Đường kính loa bát, đường kính loa bát em đo hết viền ngoài của nó là 14,5cm. Nếu em đo theo viền trong của nó là 12cm. Ok. Vâng. Đấy là loa Sony MD33. Tiếp theo là đôi 052A của Onkyo. Đấy, Onkyo 052A. Đấy. Đấy. Đây. Mà Maya đây nhá. Đây, con này trước này nó hơi bị chóc một tí xì ở đây. Đấy. Do bận vận chuyển thôi, nếu khi nó không tránh được. Mà nhà hàng về thì còn ok luôn này. Đấy. Thùng vách còn rất nghiêm chỉnh. Không bị bể nở gì cả. Ok. Đấy là chiếc loa bên tay phải, tức là bên tay trái đây. Đấy. Hàng về còn rất đẹp nha quý vị nha. Hàng về còn rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Hàng bãi về như này nó quá mỹ mãn rồi, không hề bị làm sao cả. Đấy. Đây. Căng đây, căng đây. Đấy. Căng còn ok nhá. Vâng. 052A. Chiều ngang của loa là 15,5cm này, 15,5cm. Chiều sâu của loa là đi 22cm. Chiều cao của loa là đi 26cm. Chiều đường kính loa bát em cứ đo theo viền trong nhé là 12cm. Đấy, đo viền ngoài là 13,5. Ok, 12cm. Vâng. 052A Onkyo 052A. Con này công suất của nó là đi bao nhiêu đây? Trở kháng 6 ohm và công suất 70W. Vâng, công suất 70W. Đấy. Con này là được làm tại Taiwan. Taiwan. Vâng. Ok. Giá của con này. Giá của con này để em xem nào. Đây, giá em có ghi lại trong sổ. 052A 1.090.000 đồng. Vâng. Chút em sẽ đọc lại một lượt. Đấy, đôi loa này là đôi loa thứ 1, 2, 3, 4, đôi loa thứ 5. Vâng, đôi loa số 5, 1.090.000 đồng. Vâng, đấy. Ai có nhu cầu thì liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594581 nhé. Vâng, đấy.
Tiếp theo ở đây là một đôi ôn của RX7. Con này về thì là nó con này về thì là nó có một loa thì nó rất là ok. Rất là ok. Loa rất là ok luôn. Tuyệt vời luôn nhé. Nhưng cái loa bên này thì nó hơi bị phồng một tí xíu ở dưới đáy này. Này, phồng một tí xíu dưới đáy này thôi. Nhưng mà nó em đã thử rồi và em không thấy nó ảnh hưởng gì đến chất âm của nó cả. Em đã thử rồi, chất âm không ảnh hưởng gì cả thì thôi. Con này em bán rẻ cho quý vị nhé. Bán rẻ cho quý vị. Thực ra căng của nó thì vẫn còn đấy. Em cái này em tặng kèm thôi. Để nó về thì do quá trình vận chuyển nó mài vào cái lưới này nên nó hơi bị sờn ra rồi. Thì cái này về quý vị có thể là mua vải căng lại cho em. Em cứ tặng kèm cho quý vị nhá. Em tặng kèm cho quý vị, em bán coi như bán không căng thôi. Em cái này em bán tặng cho quý vị về để quý vị căng lại lưới. Đấy. Quý vị tự căng lại lưới nhá. Đấy. Đấy. Con này là SX7 này thì thôi thì để cho quý vị giá là 950.000 đồng. 950.000 đồng. Đấy. Đấy, riêng cái bát này tép này thôi quý vị lấy ra đã thoải mái cái số tiền đấy rồi nhá. Em có tặng thêm thùng nữa. Đấy. Ok. 950.000 đồng cho đôi là Onkyo X7 này. Vâng. Đấy. Công suất của con này là 70W trở kháng 6 ohm. Vâng. Đấy. Tiếp theo ở đây là một đôi Onkyo 7X. Đấy, con này em cũng xin nói luôn là nó có hết chân căng rồi nên là bên Nhật nó vứt đi rồi. Căng của nó bên nó vứt đi mất rồi. Để hàng về thì nó còn tuyệt vời lung linh luôn. Đấy. Hàng về nó còn rất là tuyệt vời. Nó góc cạnh không bị bể nở gì. Nó một con gỗ rất đẹp. Mặt trước đây. Trước đây. Đây trước còn lại đây. Trước còn lại thì đây. Trước còn lại đây. Đây. 70W trở kháng 4 ohm nhá. Đấy những dòng 4 ohm như này thì tiếng của nó đánh nó rất là chịu áp lực rất tốt. Đấy. Chịu được rất là tốt luôn. Con này thì nó hơi bị bong một tí xi ở đây. Đấy, bong một tí xi ở đây thôi. Nó không ảnh hưởng gì đến thùng cả. Đấy. Và cái nón này thì nó có vẻ như nó hơi bị móp một tí. Thì tí em sẽ lấy băng dính em kéo lên cho quý vị sau nhé. Đấy. Con này bình thường ra là 1.3 triệu. Đấy, 1.3 triệu. Nhưng mà thôi thì con này bán cho quý vị với giá là 1.050.000 đồng. Đấy, 1.050.000 đồng. Đấy, thì quý vị nào ai có nhu cầu mua đôi loa này thì là liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 59581 giúp em nhé. Vâng. Đấy, đôi loa số 7 Onkyo 7X 1.050.000 đồng. Đấy. Tiếp theo đây là một con Onkyo dòng cũng rất là hot này, Onkyo V3. Đấy, V3. Cái dòng này về thì là được rất nhiều quý vị thích bởi vì cái màu sắc của nó đẹp. Màu sắc của nó đẹp và tiếng của nó cũng rất là hay. Bọn này trong thì nó đều có phân tần cũng rất là gấu. Đấy, nghe rất là sướng và cái củ loa bát nó rất to. Đấy. Đặc trưng của Onkyo luôn là củ bát rất to. Đấy, to gần như bằng cái đường kính loa bát luôn. Đấy. Đẹp luôn này. Đấy. Càng rất đẹp nhá, cái căng của nó còn đầy đủ nhá. Cái căng còn đầy đủ luôn. Đây. Đấy. Này mặt mũi còn sáng sủa luôn. Đấy. Đấy. Đấy, quý vị nhìn đi. Hàng rất là đẹp nhé. Hàng bãi như thế này là thiên thần luôn rồi, hoa hậu rồi. Đấy. Hoa hậu rồi. Đấy. Đấy. Loa này là 70W trở kháng 6 ohm và được sản xuất tại Malaysia nhé. Vâng. Đấy. Cặp mà Onkyo này về là căng kết đầy đủ. Đây, căng đây và đây. Đấy. Giá của con này, giá của con V3 này là 1.150.000 đồng. Đấy, 1.150.000 đồng. Đấy. Đấy. À, có hai cái con
X7 với lại con 7X thì em quên không đo kích thước, thì kích thước của hai cái con này thì nó cũng ngang ngang như cái bọn 02X thôi nhá. Đấy, con này thì có chiều ngang là 15,5 cm này, đấy, chiều sâu là 23 này, đấy, và chiều cao của nó đấy, quý vị thấy đấy là 26,5 cm, cũng đều đều nhau cả thôi. Con này là 15,5 cm, đấy, thấy chưa? 27 cm, chiều sâu là cũng đấy, tầm 23,5 cm, đấy. Đường kính nó bát đều là 13 nhé, đường kính nó bát đều là 13, đều đo bên ngoài, đo bên trong 12 cm, đấy, ok. Có cái con V3 này thì kích thước sẽ khác một tí xíu. Em sẽ quay lại với cả cái kích thước con V3. Đây. Con Kia V3 chiều ngang là đi 14,5 cm, chiều sâu 24 cm. Đấy, con này hậu sâu hơn nên là tiếng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nhá. Tiếng bass nó sẽ sâu hơn. Đấy. Chiều cao là 25 cm. Đường kính loa bass là 12 cm nếu đo hết bên ngoài, và nếu đo ở bên trong là 11 cm. Đấy. Ok. V3 cặp loa số 8 1.150.000 đồng. 1.150.000 đồng. Tiếp theo là con SH3 này. SH3 này. Vâng, tiếp theo là con cái loại SH3. SH3. Này. Đấy. Loa bên phải đây. Thế đằng sau này thì nó quá trình vận chuyển thì cái viền này nó đang hơi bị phồng lên một tí nhá. Do đi nhiều khi là nó thít cái dây vào đây để nó đi cho nó chặt chẽ, thì nhiều khi nó thít chặt quá nó bị hơi hơi móp cái viền ngoài một tí, nhưng không ảnh hưởng chất âm nhé. H3 đây, bị vừa bị nộn ngược lại ở đây đây. H3 đấy, con này về thì là cái phần này nó hơi bị chóc một tí xi ra. H3 đấy nhé. Thùng vách thì còn ok. Thôi, con này em bán bình thường là đều là cũng là 850 như con kia đấy, nhưng mà thôi em bán rẻ cho quý vị. Để quý vị về quý vị chế cháo, hoặc là quý vị không quá quan tâm đến hình thức thì quý vị dùng nhá. Lại 650.000 đồng, 650.000 đồng. Kích thước như sau. Đấy, kích thước như sau. 214 cm là chiều ngang của loa này. Chiều sâu của loa là 22 cm này. Đấy, chiều cao của loa là đi 23 cm này. 650.000 đồng là cái giá em nói thật, em bán quá rẻ rồi quý vị nhé. Đấy, quý vị không thể mua được rẻ hơn đâu. Bởi vì sao? Những con như này này, quý vị chỉ cần mua cái bát rời không thôi, nó phải 500.000 rồi. Đấy. Chứ đừng nói là cần có cả bát, cả tép, cả thùng như này mà được cái giá như vậy. Đấy, nên là quý vị ai có nhu cầu mua thì mua sớm cho em nhé. Tiếp theo ở đây là con loa số 10. Đấy. Loa số 10 SG7. Con này loa số 9 nhá, nó 950.000 đồng. Loa số 10 là con SG7 này. SG7 750.000 đồng nhá. 750.000 đồng. Kích thước như sau. 15 cm là chiều ngang của loa. 21,5 cm là chiều sâu của loa. Chiều cao của loa là đi 28 28,28 cm đấy. Đường kính loa bass đây. Kính loa bass là đi 12 cm. Đấy, ok nhá. Đấy, con này về thì là có một cái bên màng bên này thì nó hơi bẩn bẩn tí xíu, chắc mà bên Nhật nó có vết bẩn thì nó nâu vào đây, nhưng mà nó không nâu được nên nó tạo thành cái vết như thế này. Thôi bán rẻ cho quý vị. Quý vị về quý vị ai không quá cầu kỳ về hình thức thì là lấy đôi loa về để mình nghe. Thì có để cho quý vị với giá là 700.000. Đôi loa số 10 700. Vâng. Tiếp theo là đôi loa cuối cùng là đôi Panasonic. Con này là Panasonic gì đây? Panasonic này là con BM300. Vâng, BM300. Đấy, công suất now là 15W, công suất high là 3W. Đấy, tổng công suất là 18W. Đấy. Những cái đoa này thì làm tép rời rất là ok này, hoặc là về bọn này nó hai cầu tiếng nhé, hai cầu tiếng này, nhưng mỗi cái dây này nó sẽ đảm nhận một cái chức năng ba tép riêng, nên là tiếng nó tách bạch khá là tốt. Thùng bách còn ok, thùng bách còn ok, ok
máy còn ok nhé. Này về thì nó cái nón này nó lại chắc là do vận chuyển nó bấn tay vào nó bị ấy mất rồi, bị bẹp xuống rồi. Cái này về quý vị giặt lên cho em nhé, còn nếu không thì quý vị về thay cho con nón đi. Đấy, tùy quý vị thôi. Thì con này em bán thanh lý 500.000, quý vị ai có nhu cầu thì liên hệ. Đấy, kích thước như sau, 15-14 cm là chiều ngang của loa, 20-20.5 cm 20.2 cm. này thôi cứ để 20 đi cho nó dễ nhá, 20.2 nó mệt lắm. 20 cm, vâng, 20 cm là chiều sâu của loa, chiều ngang của loa là 14 cm, chiều cao của loa là 22.5 cm, vâng. Đường kính loa bát em cứ đo theo biển trong nhé, nó là 10 cm, vâng, 10 cm, vâng. Đấy, 500.000 đồng, ok. Thì đấy là vừa rồi là toàn bộ những cái cặp loa bên em về, bên em đưa lên cho quý vị trong cái đô vừa rồi. Thì em sẽ soát lại một lượt giá nhé, soát lại một lượt giá cho quý vị. Đấy. Đây, con loa số 1 là con Onkyo 032X, đấy con ngoài cùng này. Đấy, con số 1 này, 032X màu nâu, 1.2 triệu. Đấy. Tiếp theo là con SG5, đấy, con loa số 2. SG5 con loa số 2, 850.000 đồng. Đấy. Con loa số 3 là con Aiwa E35G, 1.790.000 đồng. Con loa tiếp theo là con Sony MD33, 990.000 đồng. Đấy. Con tiếp theo là con 052A là 1.090.000 đồng. Đấy. MD33. Đấy. Tiếp theo là con Onkyo X7, đấy, 1.950.000 đồng. Thùng nó hơi bị, có một cái thùng nó hơi bị phồng một tí xíu. Đấy. Onkyo 7GX, 1.050.000 đồng. Con này bị không căng, đấy, không căng. Đấy, 1.150.000 đồng. Onkyo V3, đấy, 1.150.000 đồng. Đấy, con màu vàng vàng, con màu vàng, con màu vàng. Đấy, con số 8 nhé, con số loa số 8 thì quý vị nhớ cho em theo số thứ tự nhé, cho nó dễ. Loa số 9 SH3, 650.000 đồng. Đấy. Đấy, hai con này đáng lý ra là anh Đức anh bảo bán là 750.000 với 550.000, em tự động em giảm giá thêm một tí xíu nữa. Đấy. Con SG7 này là 700.000, SG7 là 700.000. Và con Panasonic cuối cùng đấy là 500.000. Vâng, đấy. Ok. Mọi thông tin chi tiết quý vị liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594 đặt hàng nhé. Và những cái đôi loa này bên em bán rẻ rồi nên em cũng xin lỗi là từ là bên em không ship code đâu. Quý vị ai có nhu cầu mua hàng đấy thì là quý vị vui lòng chuyển khoản cho bên em trước. Với những đôi loa này thực ra cái giá tiền của nó cũng không quá cao, giá trị nó cũng không nhiều nên quý vị chuyển khoản hết cho bên em luôn thì bên em chuyển hàng cho quý vị đấy, cho nó tiện. Và em xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo bên em. Vâng, em kính chúc quý vị có một cái ngày làm việc thật là hiệu quả. Vâng, hôm nay thì mát rời rồi. Đấy. Ngày 11 tháng 5, nô loa ngày 11 tháng 5. Vâng, em xin chào quý vị.